chiều ngày 22 tháng 11 tại công viên 30 tháng 4 ở thành phố Sóc Trăng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức sách lập kỷ lục Việt Nam, bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST và khai mạc liên hoan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 5. Đây là một trong những sự kiện nổi bật tại lễ hội Ốc Âm Bốc, đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST với chủ đề Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay phản ảnh giữa hai thời kỳ thay đổi từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học, kỹ thuật của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Tranh do các nghệ nhân làm thủ công 100% trong 30 ngày từ chất liệu gạo ST25. Bức tranh gạo ST khổng lồ này cao 4m, ngang 7m, độ dày 10m, được phủ sơn trong suốt, chống thấm, chống nhiệt với độ bền lên đến 50 năm.